Chương trình này được bảo trợ bởi Jin và Kim Thư Jewelry, nơi duy nhất bán vàng 4 số 9 có in hình bản đồ Việt Nam 714-985-9999 và 714-657-7866. EV Princess Cosmetics, sản phẩm làm đẹp làn da của phụ nữ trên toàn thế giới. 408-509-4480, 714-756-1070. Happy Too Easy, chuyên bán nệm cao su cứng chống đau lưng, sản xuất tại Mỹ, 714-897-6100 và 714-487-7889. Sức khỏe là vàng, dược thảo PLS giúp quý vị sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. 1-800-990-8319, princesslife.com. Học khu Huntington Beach Union High School District. Lan Hoàng trong thủy trở lại với quý vị với cà phê sáng. Trước khi gửi đến quý vị phần quảng cáo, Ngọc Lan tường trình về mức lương, xem như thế nào là lương nghèo, lương trung bình, tức là lợi tức mà mỗi gia đình, trong đó họ tính chỉ có 3 người thôi, mỗi một thành phố California khác, rồi tiểu bang New York nó khác. Có nơi thì gia đình nếu mà gom góp thì sống được, mặc dầu làm những cái công việc lương thấp, nhưng mà có nơi dù là công việc tốt lương cao, thế nhưng vẫn xảy ra cái tình trạng họ muốn tăng thêm cái tiền lương và bảo đảm công việc và lương bổng trong những năm tới. Chúng tôi muốn nói tới nhóm người y tá tại các bệnh viện ở tiểu bang New York và đặc biệt ở thành phố Bronx và các thành phố lân cận. New York là một trong những tiểu bang nằm trong số 10 tiểu bang có đời sống cao nhất. New York, California, vân vân, thưa quý vị. Và đây là các hình ảnh để cho thấy hiện nay đến giờ phút này tin tức ghi nhận được có thể xảy ra tình trạng đình công của 8.700 y tá tại ít nhất là 5 bệnh viện này. Lý do là ngay cả tối hôm qua trong lúc mà thương lượng đó, các bên đã không đạt được các thỏa thuận. Như chúng tôi đã thưa, y tá bây giờ họ nói đó, chúng tôi là thành phần mà chịu ảnh hưởng nặng nề nhất từ vấn đề dịch bệnh COVID-19. Nếu không có lực lượng chúng tôi đó, thì cái đợt mà đại dịch COVID-19 đó là đã khiến cho kiệt quệ cả cái hệ thống y tế. Chúng ta cũng biết được điều đó, người y tá, bác sĩ, có người tử vong luôn vì nhiễm bệnh COVID. Họ là cái thành phần tiên phong, không có thành phần này thì khó lòng mà hỗ trợ, nhất là cho những người già, những người bị nhiễm bệnh. Nhưng mà đồng thời họ nói chúng tôi lại là những thành phần mà được trả lương có thể nói là tệ hại nhất. Trong khi những thành phần khác thì lương rất cao, chúng tôi đời sống đắt đỏ mà lương lại không được bảo đảm. Họ đòi hỏi đó trong vòng 3 năm tới là phải có mức lương tăng ít nhất là 7% trong năm đầu tiên. Rồi năm thứ nhì là 6%, năm thứ ba là 5%. Bên phía công ty các bệnh viện này thì họ không đồng tình, họ nói đồng ý là công việc nó chật vật, nó khó khăn. Nhưng mà cái hợp đồng của họ cũ đó thì bảo đảm được cái lương, họ cũng đã tăng. Nhưng mà thưa quý vị, khi mà cái mức lương tăng đó không đủ đáp ứng với nghiệp đoàn y tá thì họ tuyên bố cho đình công. Thì vấn đề sáng nay để chờ đợi xem bên phía các bệnh viện họ có đồng ý với đòi hỏi của nhóm y tá thôi. Xem ra câu bộ chắc phải xảy ra đình công này. Nhưng mà ít nhất các bệnh viện trước đó họ đã chuẩn bị tư thế di chuyển bệnh nhân, rồi chắc chắn là những người nào mà vào ICU hoặc là khẩn cấp vào thời điểm này trong ngày hôm nay sẽ gặp khó khăn. Nếu mà không có một cái thương lượng cuối cùng đạt được vào khoảng 9-10 giờ sáng nay. Vào năm 2018 đó, lúc đó anh Thụy có nhớ, khán giả có nhớ là đó có một, lúc đó có một cái câu chuyện rất là cảm động liên quan đến chuyện là một người phụ nữ mới ngoài 30 mấy tuổi thôi. Cô nói, cô kể cái chuyện cô chạy xe đến gần freeway rồi xe hết xăng. Rồi xong rồi sau đó có một cái người đàn ông homeless đã móc, ông đó là một cựu quân nhân nữa, chỉ còn lại một cái tờ, móc trong túi còn một cái tờ 20 và 20 đồng đã cho cô này để đổ xăng. Thì sau đó cô đó mới cảm ơn tấm lòng đó, cô cùng với lại người bạn trai của mình
rồi chụp hình cùng với lại cái ông homeless đó để mà viết cái câu chuyện đó lên. Thì câu chuyện đó nó làm lay động bao nhiêu là trái tim của người Mỹ. Đưa đến việc là có khoảng 14.000 người, người ta đã đóng góp vào cái quỹ GoFundMe để mà giúp đỡ cho cái ông homeless đó. Và cái số tiền lúc đó lên đến là trên 400.000 đô la. Có nghĩa là chấn động luôn, cái tại cái câu chuyện nó quá là cảm động. Nhưng mà rồi rất là nhanh sau đó thì sau khi cái tiền đó rút ra đó, thì trừ cái đóng góp cái phí của GoFundMe thì cái tiền đó còn lại là khoảng 370.000. Kinh. Thì hai cái cặp này nè, cái cặp tình nhân này đã chia cho cái ông homeless đó là 75.000. Còn lại bao nhiêu đó họ giữ để mà họ đi chơi, rồi họ mua xe, họ mua những cái đồ đắt tiền vân vân. Nhưng mà vì ông homeless đó chỉ nhận có 75.000, cuối cùng ông đâm đơn kiện. Ông cho biết rằng đó chỉ là một cái màn kịch dàn dựng lên mà thôi. Thì cái lúc đó trời, mọi người ngã ngửa ra, có nghĩa là người ta phẫn nộ, người ta rất là tức giận. Thì năm 2019 đó, trong cái phiên tòa mà xử, thì cô này là Caitlin McClure, bà bị là 1.5 năm tù giam. Bị 1.5 năm tù giam. Nhưng mà bây giờ ngày hôm tuần rồi thì ở bên tòa án của tiểu bang New Jersey đã quyết định phạt cô này thêm 3.5 năm tù giam nữa. Thêm một cái bản án nữa. Chắc là sau cái thời gian mà đã tuyên phạt rồi thì họ thấy là cái mức án đó nó không có đủ, cho nên bây giờ phạt thêm 3.5 năm nữa. Sau khi mà cô này đã hết cái hạn tù kia thì phạt tiếp về cái tội là lường gạt, ngoài cái chuyện mà phải bồi thường vân vân thì nhiều cái tội danh đã được kéo theo. Nhưng mà phải nói rằng cái câu chuyện của cô này á, khi mà bịa đặt ra như vậy á, nó không chỉ là nó làm tổn thương cái giống như cái lòng mà quảng đại bao dung của người Mỹ, mà nó còn gây nên cái thiệt hại, nó làm cho người ta đâm ra nghi ngờ đến những cái người mà kêu gọi lúc mà đóng góp cho cái quỹ GoFundMe giúp đỡ cho ai, tự nhiên họ cũng đâm ra hoang mang là không biết là cái điều này có thật hay là không. Bởi vì cái câu chuyện này lúc đó nó quá cảm động. Ngọc Lan nhớ ở cái thời điểm đó mình đọc cái câu chuyện và mình cũng rớt nước mắt luôn. Mình vừa mới đăng lên xong, rất là nhanh sau đó thì là cái chuyện cô này đã bị ông homeless đó tố cáo về cái chuyện là ăn chia không đồng đều. Mà nếu lúc đó đó mà chia cho ông đó đều á, đều ông không đó, tố là, cáo đó, đúng là đó. Mọi người không biết được đúng đằng vậy. Sau cái sự thật này nó lại mà nó nghiệt ngã đến như vậy. Tấm cái lòng tham lam, nhưng mà như Ngọc Lan vừa trình bày, gây ảnh hưởng cho những cái đợt quyên góp về sau này, thực sự cũng đã có những cái vụ lừa đảo tiếp tục chứ không phải riêng cái vụ này. Người bạn trai của cái cô này đó bị tù 4 năm, sắp mãn hạn tù sang năm 2024. Cô này thì đang ở tù Connecticut, hai nơi, hai phiên tòa xử sát nhau. Cô vẫn đang ngồi trong tù Connecticut. Thì hôm nay nghe một cái tin sét đánh, sau khi mãn hạn tù ở Connecticut chạy sang New Jersey ở ngồi thêm nữa. Mà lúc người tuyên án đó thì đương nhiên cô đang ở tù, cô không có ra tòa. Người ta tuyên án không cần có mặt cô. Thì tuyên án thêm 3.5 năm nữa. Đáng đời, bởi vì cái hành động tham lam này và cũng làm khuyến cáo cho những kẻ muốn lợi dụng GoFundMe. GoFundMe kinh khủng lắm, một ngày không biết bao nhiêu những cái vụ. Từ những cái vụ mà quý vị thấy đó, tai nạn rồi lẻ tẻ hoặc chết cháy hoặc như thế nào đó, thì ai cũng lên trên GoFundMe này để xin tiền, phần lớn đó, xin tiền để mai táng cho người thân của họ. Ở tại Seattle ngày hôm nay, đây là một cái tin cũng khá là đặc biệt, bởi vì bây giờ những nhà dạy học họ muốn kiện các mạng truyền thông xã hội, trong đó như quý vị thấy Facebook, YouTube, TikTok vân vân, Instagram. Lý do học khu của Seattle nói rằng vì cái việc mà không kiểm soát của mạng truyền thông xã hội này đã gây ảnh hưởng quá lớn đối với giới trẻ. Đọc cái bản tin này thì chúng tôi không biết được cái việc mà kiện tụng này nó sẽ gây ảnh hưởng như thế nào. Nhưng mà làm sao để ngăn chặn trẻ em được? Làm sao mà ngăn chặn cho các em vào trong YouTube? Rất là khó, khó lắm. Và ngay cả những cái công ty này họ có nỗ lực, nhưng mà làm thế nào? Bởi vì cần phải có sự phối hợp giữa phụ huynh, học sinh
giáo chức ở trường và các công ty công nghệ này. Tin tức này đã xảy ra cả chục năm nay rồi. Chúng tôi tiếp tục với phần tin này ngay sau phần quảng cáo, mời quý vị.